Chào các bạn, xin giới thiệu với các bạn tác dụng của vị thuốc trạch tả theo y học hiện đại và y học cổ truyền. Vị thuốc trạch tả là thân dễ phơi khô của cây trạch tả. Cái tên trạch tả xuất phát từ tác dụng thông lợi tiểu tiện rất mạnh của nó, như tác cạn nước đầm ao, trạch là ao, đầm, tả nghĩa là tác cạn. Cây trạch tả mọc hoang tại những nơi ẩm ướt ở nước ta như Lào Cai, Lai Châu, Cao Bằng, Lãng Sơn. Hiện được trồng ở nhiều tỉnh như Hà Nam, Thái Bình, Hà Nội, Hòa Bình. Ngoài ra cũng được trồng như một loại cây kiểng trong bể cá hay sân vườn ở các hộ gia đình ở khắp nơi trên cả nước. Mùa đông đào cả cây, cắt bỏ phần lá, thân, dễ tơ, sau đó đem rửa sạch rồi sấy khô. Nghiên cứu dược lý về trạch tả. Trong chuyên sang của Viện Nghiên cứu Tiền Bắc Bình có báo cáo, bắt đầu tiêm kali nitrat cho thỏ để gây viêm thận đưa đến hiện tượng ứ động ure và trợ lesterol trong máu, sau đó tiêm trạch tả. Kết quả là lượng ure và trợ Lesterone trong máu giảm xuống cho người mạnh khỏe, uống nước sắc từ dược liệu thấy lượng nước tiểu, lượng ure và lượng natri bài tiết đều tăng lên. Công dụng của trạch tả theo y học cổ truyền. Theo y học cổ truyền, trạch tả là vị thuốc có vị ngọt nhạt, hơi mặn, tính lạnh, có hai công dụng chủ yếu, tả hỏa ở hai kinh can, thận và trục thủy ở bàng quang, tam tiêu. Trên lâm sàng chủ yếu kết hợp với các vị thuốc lợi niệu trừ thấp và thanh nhiệt. Trong những thang thuốc bổ thận Thường người ta cũng dùng kèm một lượng ít trạch tả để phòng thuốc bổ gây nê trệ mà sinh thấp nhiệt dẫn đến sản sinh ra nhiệt tả. Chủ yếu làm thuốc thông tiểu chữa bệnh thủy thủng trong bệnh viêm thận. Ngày dùng từ 10 đến 30 gram dưới dạng thuốc sắc hoặc dùng riêng hay phối hợp với các vị thuốc khác. Có người nói là có thể chữa bệnh sỏi thận và lợi sữa, kiêng kỵ. Người âm hư không có thấp nhiệt và thận hư mắt tối sầm không được dùng. Trên đây mình đã giới thiệu tới các bạn vị thuốc trạch tả. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video.